kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện giảng giải chủ giảng lão pháp sư tịnh không giảng tại tịnh tông học hội singapore thời gian tháng 5 năm năm một tập 86 Câu thứ 21 Thiên Luân Hào Quang Khác với ý nghĩa ở phía trước Hào Quang mà phía trước nói Nó không phải hình vòng tròn Trong chú giải gọi là Tán Quang hào quang hình vòng tròn viên mãn hơn tán quan nhiều nó đại biểu cho thuyết pháp viên mãn lợi ích cho chúng sanh căng tánh viên đốn căng tánh học phật của tất cả chúng sanh nhóm hiếm có nhất đáng quý nhất là nhóm căng tánh viên đốn Vì chúng ta có phải thuộc loại căn tánh này không? Không phải Nếu như là căn tánh viên đốn Thì việc tu học Không có khó khăn như vậy Vừa tiếp xúc liền khai ngộ Nghĩa là một nghe nghìn ngộ Họ rất dễ dàng nhập cảnh giới Phật trong tất cả căn tánh thì người căn tánh viên đốn rất ít loại căn tánh này cũng chính là người thượng thượng thừa mà trong đàn kinh đã nói họ còn hiếm có hơn cả đại thừa Chúng ta nghe xong Trong tâm thấy vô cùng ngưỡng mộ Có phương pháp nào Bồi dưỡng chúng ta trở thành căn tánh viên đúng hay không? Có Không phải không có phương pháp Vấn đề là bạn có chịu tiếp nhận hay không? bạn có y giáo phụng hành hay không phương pháp gì vậy huân tập căn tánh của toàn bộ tất cả chúng sanh đều là do huân tập mà ra phật pháp cũng không ngoại lệ phật pháp do nhân duyên sanh huân tập như thế nào vậy thường xuyên đọc tụng kinh điển đại thừa viên đốn bạn thường xuyên đọc tụng thì vô tình bạn sẽ biến thành căn tánh viên đốn đọc tụng phải hiểu được sau khi hiểu được rồi phải y giáo tu hành đem đạo lý phương pháp cảnh giới mà trên kinh điển nói hoàn toàn áp dụng vào trong đời sống của mình thì bạn vô tình biến thành căn tánh viên đốn rồi Vậy là giống giới Nói pháp viên đốn Trùm hết căng tánh viên đốn Vào cửa viên đốn Thu được lợi ích viên đốn Đã nói ở trên Nhà Phật thường nói Người căn tánh viên đốn thuyết pháp Thì không có pháp nào không viên Thuyết pháp đã như vậy Thì nghe pháp cũng là như vậy Người căn tánh viên đốn nghe pháp Thì không có pháp nào mà không viên người căn tánh viên đốn tu pháp thì không có pháp nào không viên mấu chốt là phải biết khéo học bạn biết học mới được bạn không biết học dù bày ngay trước mặt bạn cũng không học được pháp nào là pháp viên đốn vậy xin thưa với các vị pháp nào cũng đều là pháp viên đốn cả không những là tất cả pháp mà phật nói là pháp viên đốn mà tất cả pháp thế gian cũng là pháp viên đốn một viên tất cả đều viên nếu bạn cho rằng bộ kinh này là đại thừa viên giáo bộ kinh kia là biệt giáo vậy thì bạn sai rồi bạn chưa có viên đốn được Như thế nào mới là viên Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước Liền viên ngay Viên là chân Cũng chính là chân tướng sự thật Mờ mé chân thật mà chúng ta thường nói trong hiển mật giáo gọi là đại viên mãn đây là viên pháp nếu phân biệt viên pháp thì hết viên rồi do bản thân chúng ta tạo thành tuyệt đối không phải nói pháp có thiên có viên pháp không có bạn nói pháp có cạn có sâu. Đây đều là sai lầm. Pháp có cao thấp là bạn đã hiểu sai hết rồi. Pháp là bình đẳng. Pháp nhất định là không có thiên viên, tuyệt đối không có cao thấp, tuyệt đối không có cạn sâu. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, một là tất cả tất cả là một. chỗ chính của Bồ Tát sơ trụ cạn, chỗ chính của Bồ Tát đẳng giác sâu, sâu cạn không hai. Chỗ chứng trong Bồ Tát sơ trụ có pháp đẳng giác, chỗ tu của Bồ Tát đẳng giác có pháp sơ trụ, thế mới gọi là viên. Chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa này Nhất định phải thật làm Ở trong đời sống Chân thật rèn luyện Luyện cái gì? Lìa tất cả vọng tưởng chập trước Thiên luân hào quang Lưng tướng là tướng vòng tròn Trong tiểu chú nói Thiên bức chi luân Biểu lục đạo nhất niệm thiên như Chí thử hiển trước viên chuyển vô ngại giả Vô ngại là cảnh giới trong kinh hoa nghiêm Di luận chu táp Tức là tận hư không khắp pháp giới là một chỉnh thể Đây mới là đại viên mãn Đây mới là hào quang luân tướng Phía sau đều là nói Cái tướng khác biệt thù thắng trong luân tướng Câu thứ 23. Bảo Luân Hào Quang. Bảo Luân là cùng ý nghĩa với Thiên Luân, ở trong đây có thêm một chữ Bảo. Câu này chú trọng ở chữ Bảo. Trong pháp tượng trưng biểu ngũ đạo cụ viên căn giả Là lấy cái ý nghĩa này Có thể thấy Căn tánh viên đốn Là báo vật Tại vì sao nói nó là báo vật Họ tiếp xúc Phật Pháp Là nhất định thành tựu Ngay trong đời này phần đông đại chúng trong đời này khi tiếp xúc được phật pháp thì chưa chắc có thể thành tựu nguyên nhân do đâu căn tánh khác nhau duyên phận khác nhau mình có đầy đủ căn tánh viên đốn gặp được duyên phận tốt thì chắc chắn thành tựu duyên ở chỗ này là bồ tát địa tạng kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện cái duyên này là vô cùng thuộc thắng có thể dựa theo lý luận phương pháp cảnh giới của bộ kinh điển này mà tu học thì có thể thành phật làm tổ không những là thoát khỏi lục đạo còn thoát khỏi thập pháp giới đây là giống như trong lục tổ đàn kinh nói người đại căng tánh người căng tánh nhạy bén người căng tánh nhạy bén sau khi tiếp xúc có thể tin có thể hiểu có thể làm nếu không phải loại căng tánh này thì sau khi tiếp xúc có khi họ không tin hoặc là tin rồi nhưng họ không hiểu sau khi hiểu rồi họ không chịu làm cho dù là làm cũng nghi ngờ đủ thứ làm không thoải mái vẫn cứ rơi vào trong vọng tưởng chấp trước Đương nhiên họ được quả báo sẽ là khác nhau. Ở chỗ này chúng ta có thể nhìn thấy người căn tánh viên đốn là người như thế nào. Họ nhìn sự việc rất là rõ ràng, rất minh bạch. Họ làm việc rất thoải mái, đầy năng lượng. Lợi ích chúng sanh Còn bản thân thì thanh tịnh Vô vi Không nhiễm mảy bụi Là có thái độ như vậy Chỗ này cũng có mấy câu nói rất hay Bồ Tát tùng sơ phát tâm vi độ chúng sanh vô hữu giải thức xuất ư thế gian trụ ngũ thần thông sử ư hư không phóng trí huệ quang minh diệt tà kiến hí luận mấy câu nói này đều là nói từ trong cảnh giới họ quả thật là khác với phàm phu thông thường Tâm địa càng thanh tịnh Thì trí huệ càng viên mãn Đối với nghiệp nhân quả báo Của giảng diệt muôn pháp Ở trong thế gian và suốt thế gian Họ đều nhìn thấy rõ ràng Tuy là thấy rất rõ ràng Bồ Tát ứng vào đời vẫn là phải tùy duyên Đúng như lời trong hạnh nguyện phổ hiền nói là Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Các bạn thích làm thế nào Thì bạn cứ làm như thế đó Nhân thiện cảm quả thiện Nhân ác gặp ác báo nhân duyên quả báo nhất định tương ưng nhất định là không sai chạy chư phật bồ tát đối với tất cả chúng sanh nhất định không có mảy may miễn cưỡng sen tạp ở trong đó Cách tùy thuận này chúng ta rất khó làm được Chúng ta đối nhân xử thế Đều muốn thêm một chút ý của mình vào trong đó Nếu thêm một chút ý của mình vào trong đó Vậy thì không gọi là tùy thuận được rồi Tùy thuận là thuận theo tự nhiên Không thêm một mảy may ý nào vào Cho nên Phật giảng kinh thuyết Pháp Chỉ là khuyến hóa để cho bạn nghe Bạn ngộ rồi thì bạn cứ thuận theo chỗ ngộ của bạn Mê rồi thì thuận theo mê của bạn Phật Bồ Tát Không thêm một mảy may ý nào vào trong đó Bạn muốn hỏi gì sao Đạo lý này là sâu rồi Chúng ta cần thể hội cho thật kỹ Phải nghiêm túc học tập Vậy mới gọi là học Phật Học giống như Phật vậy Sau đó ở trong đời sống Được đại tự tại Dưới đây là câu 27 Nguyệt Luân Hào Quang Ở chỗ này Biểu thị cho Bồ Tát cụ trí đoạn nhị đức cố năng trừ ngũ đạo nhiệt não ít tứ chúng thanh lương nhiên thử nhị luận nhị luận là biểu thị cho nhật nguyệt Chánh biểu đại sĩ quyền thật nhị trí Chiếu lý dám cơ giả Đoạn này nói thật xa Quan trọng nhất chính là câu sau cùng Chiếu lý dám cơ Thật trí soi chiếu lý Quyền trí quán sát căn cơ cơ là căn cơ của chúng sanh bình thường chúng ta gọi là quán cơ dám chính là quán bạn có thể nhận biết được cơ duyên của tất cả chúng sanh bạn giúp chúng sanh là khế cơ Bạn có thật trí soi rõ lý Không mảy may mê hoặc Chân tướng vũ trụ nhân sanh Đây là chiếu lý Khế lý khế cơ Như vậy mới có thể khiến cho tất cả chúng sanh Được lợi ích chân thật Cho nên không thể không giảng kinh Không thể không giảng kỹ cả Hầu hết đại chúng hiện nay Đều là lơ là sơ ý Tâm tính hời hợt hờ. Ngày nay giảng kinh nhất định không thể giống như người xưa Người xưa nói chuyện hàm xúc Ý ở ngoài lời Bạn phải biết nghe nếu bạn không biết nghe thì bạn sẽ không hiểu được ý Hiện nay nếu giảng hàm xúc như người xưa Thì không có ai nghe hiểu được rồi Bạn giảng uổng công Bạn không được nói hàm xúc Nếu như thuyết pháp như vậy Người ta nghe xong rồi Cũng chưa chắc có thể hiểu được Vậy là chúng ta phải cầu tam bảo gia trì Cho nên nghiên cứu giáo lý Giảng kinh Là quan trọng hơn bất cứ thứ gì Vì niệm Phật có quan trọng không Cũng quan trọng như vậy Là giống như hai bánh xe vậy Thiếu một bánh Thì không thể chạy được Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đạo lý này Phải quan sát cái thế gian hiện tại này cơ của thế gian ngày nay là nguy cơ nguy cấp đến cực điểm mục đích bồ tát trụ ở thế gian là giúp người thế gian phá mê khai ngộ lìa khổ được vui từng ly từng tí động thái của người thế gian bạn không thể không nhận ra bạn không nhận ra được thì làm sao bạn dạy người chứ Cho nên sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trận Đều phải được soi chiếu Thế giới hiện nay là gì? Dân chủ tự do khai phóng Tương lai nhất định có xu hướng Là dân chủ tự do Khai phóng không hạn chế Sự việc này phiên phức rồi Vì sao vậy? Và hàm phu mà Họ không phải là thánh nhân Ở trong Phật Pháp Cặp bậc thấp nhất là Pháp giới tứ thánh A-la-hán biết chi Phật Bồ-Tát Phật Các ngài đích thực là Dân chủ tự do khai phóng Người ta có đức có hạnh Có trí Có định Có đức Có năng lực Thì mới được mới được thọ dụng chân thật và ở nhất chân pháp giới là khai phóng viên mãn thật sự là không có hạn chế trong hoa nghiêm nói lý vô ngại sự vô ngại lý sự vô ngại sự sự vô ngại cái tự do dân chủ đó là đạt đến rốt ráo viên mãn rồi nhưng đối với phàm phu thì không được nếu phàm phu mà làm như vậy là họ thuận theo phiền não một khi phiền não mở cửa rồi thì làm sao chịu nổi chứ phật bồ tát là trí huệ trí huệ mở cửa thì được chứ phiền não thì không nên mở cửa phiền não nhất định phải ràng buộc không được để nó vượt ra ngoài quỹ đạo thì mới có thể duy trì xã hội an toàn, ổn định được Chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này Chúng ta thấy trong 53 lần tham vấn Trong Kinh Hoa Nghiêm có sát đạo dâm Cái sát đạo dâm đó của họ là trí huệ Rốt ráo viên mãn Không những không đọa ba đường ác Mà ngay cả mười pháp giới cũng không đọa Cao minh đến cực điểm Nhưng phàm phu chúng ta thuận theo phiền não Nếu bạn tạo sát đạo dâm Thì chắc chắn đọa ba đường ác rồi Thuận theo trí huệ Thị hiện tạo sát đạo dâm thì không đọa tam độ là đạo lý gì? ví dụ người bình thường trong xã hội giết người đốt nhà là phạm tội lập tức bị dốt vào trong nhà tù. thế nhưng diễn viên ở trên sân khấu giết người đốt nhà thì không phạm tội không có ai quản lý họ. vì đó là giả mà là đang biểu diễn chứ không phải là thật Bồ Tát tạo sát đạo dâm là biểu diễn Chứ không phải thật Họ thuận theo trí huệ Người thế gian thuận theo phiền não Dân chủ là nói đối với hạng người nào Là đối với Phật Bồ Tát Tất cả mọi chúng sanh trong quốc gia này của bạn Có phải người nào cũng là Phật là Bồ Tát không? Thì có thể nói dân chủ Nếu như không phải Phật, không phải Bồ Tát Vậy thì dân chủ rất nguy hiểm rồi là thật chứ không phải là giả chút nào có một năm Tôi ở Đài Loan Sống ở xứ Mộc Sang này Cũng khoảng 40 năm 40 năm trước Tôi giảng kinh ở bên đó Tôi còn nhớ lúc đó Là giảng kinh Lăng Nghiêm Lão tiên sinh triệu hằng thích Có đến nghe mấy lần Người này là Quân phiệt đầu năm dân quốc Lúc đó mọi người gọi ông là vua Hồ Nam Ở Đài Loan Người ngang hàng với tiên sinh tưởng giới thạch Chỉ có mình ông Tưởng tiên sinh đối với ông rất tung kính Hình như lúc đó ông đại khái khoảng 90 tuổi rồi Có một hôm tôi giảng kinh xong Đi tản bộ đưa ông về Trên đường về ông vô cùng cảm khái nói một câu Ông sám hối Tuổi về già mới học Phật lúc trẻ không biết đi làm cách mạng là sai rồi ông nói với tôi là sai rồi tôi hỏi sai ở chỗ nào dưới chế độ dân chủ không có nhân tài lời nói này tôi hiểu bạn thử nghĩ xem thời đế dương chuyên chế trước đây ở trung quốc nhân tài do đâu mà có do cầu Lưu bị tìm ra các lượng phải ba lần đến liều cỏ Người hiện tại thì thế nào lập tức liền ra ngay Cần bạn đến cầu à Tôi rất tốt nè Tuyển tôi đi Tôi tài giỏi hơn ai hết Ai cũng thua tôi cả Người chân thật có học vấn có năng lực Thì họ lùi lại Không tranh với người khác cho nên dưới chế độ dân chủ nhân tài đi đâu vậy nhân tài đều ẩn náu được giấu mặt nhất định không chịu tham gia tranh cử không thể rồi người thật sự có đạo đức có học vấn sẽ không đi làm cái chuyện này muốn cống hiến phục vụ cho xã hội cho chúng sanh thì sẽ có rất nhiều phương pháp họ sẽ không đi con đường này cho nên họ ở ẩn ở ẩn ở đâu vậy ẩn vào ngành thương nghiệp vào công nghiệp vào nông nghiệp dùng những ngành nghề này để cống hiến cho xã hội phục vụ nhân dân cho nên ở ẩn không nhất định là vào trong rừng núi người ở ẩn nơi rừng núi cũng có ẩn vào trong ngành thương nghiệp rất nhiều đương nhiên phạm vi phục vụ sẽ tương đối nhỏ cho nên tiên sinh triệu khi đến tuổi về già học phật mới dần dần giác ngộ sáng tỏ ra những đại đạo lý này loại đại đạo lý này được mấy người giác ngộ mấy người hiểu được ngày nay mặc dù chúng tôi hiểu rõ rồi cũng không dám phản đối vì sao vậy tự do dân chủ là trào lưu bạn phản đối trào lưu gì thì có nguy hiểm không cho nên phật bồ tát thuận theo tự nhiên bạn thích dân chủ thì cứ dân chủ bạn thích tự do thì cứ tự do đến khi bạn đi cùng đường bạn cũng sẽ giác ngộ cũng sẽ quay đầu cho nên sự việc này tiên sinh tôn trung sơn trí huệ của ông đáng để người ta tôn kính đáng tiếc tuổi thọ ông quá ngắn cũng là do phước chúng sanh mỏng ông đi quá sớm ông quan sát là muốn đem truyền thống xưa của trung quốc kết hợp với ưu điểm của phương tây ông đề xướng cách mạng đề xướng nhất đảng chuyên chánh cho nên đường lối của ông không phải là dân chủ tự do khai phóng không phải như vậy mà là nhất đảng chuyên chánh là dùng nhân tài trong cả nước tập hợp lại tổ hợp thành đoàn thể để quản lý quốc gia thay thế đế dương đế dương là người trong một nhà người trong gia đình họ quản lý quốc gia này hiện nay là người trong nước chúng ta người có trí huệ tập trung lại quản lý quốc gia này phương pháp này hay cho nên đường lối của ông không phải chế độ đa đảng Chế độ đa đảng là tranh Một khi tranh thì sẽ loạn Mệnh tử đó rất hay Trên dưới tranh lợi với nhau Thì quốc gia sẽ nguy hiểm Ông đọc sách cũng đọc rất nhiều Ông hiểu được đạo lý này Làm thế nào mới thực sự tạo phước cho xã hội tạo phước cho nhân dân để cho đại chúng đạt được đời sống hạnh phúc mỹ mãn chân thật người này là đại trí đại nhân người như vậy cũng là rất hiếm thấy trong lịch sử Đây là nói đến Chiếu lý giám cơ Câu thứ 29 Cung điện hào quang Cung điện Nếu dùng cách nói hiện nay để nói là Những kiến trúc cao lớn Thời xưa cung điện là cao nhất So với những kiến trúc thông thường Hiện nay chúng ta không thể nhìn thấy cung điện liền nghĩ đến cung điện thời xưa là không được ý nghĩa đó không thể biểu đạt ra được hiện nay chúng ta nhìn thấy chữ này nhất định phải nghĩ đến những tòa cao ốc ở trong đô thị hiện đại ở chỗ này biểu tam đồ siêu xuất nhân thiên hiển ngũ đạo đồng quy phật quả cố hiện cao hiển chi tướng cấp bậc tam đồ là thấp nhất thoát khỏi tam đồ sân lên hai cõi nhân thiên là lên chỗ cao rồi nhưng như vậy cũng chưa phải cao ngũ đạo trên thực tế chính là lục đạo ngũ đạo là nói thiên nhân súc sanh ngạ quỷ địa ngục là ngũ đạo ngũ đạo đồng quy Phật quả chỉ có tịnh độ đúng như câu nói trùm khắp hết ba căn thu trọn cả lợi độn có thể khiến chúng sanh địa ngục một đời thành phật điều này thì vô lượng vô biên pháp môn trong phật pháp chỉ có pháp môn này là thù thắng nhất nếu dùng ý nghĩa này để nói thì trong tất cả pháp môn pháp môn tịnh độ là cao nhất pháp môn tịnh độ là thù thắng nhất pháp môn càng thù thắng các vị phải nhớ kỹ là sẽ càng đơn giản cho nên kinh luận của tịnh tông là ít nhất có năm kinh một luận ít mới dễ học năm kinh một luận có cần chúng ta phải tiếp nhận toàn bộ không không nhất định rồi sáu loại này bất kỳ một loại nào cũng có thể thành tựu năm loại này từ số lượng mà nói là có sự khác biệt nhỏ Kinh vô lượng thọ lớn Nhiều văn tự Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật viên thông chương Nhỏ, ít văn tự Chỉ có 244 chữ Tuy nhiên lý luận Nguyên tắc Cảnh giới thành tựu Mà ở trong đó nói Thì chắc chắn không có khác biệt chỉ cần có thể dựa theo một loại Cũng có thể giảng sanh bất thoái thành Phật Đây là điểm thù thắng chân thật của Pháp môn này Sau khi tất cả chúng sanh gặp được Đều được lợi ích lớn Cho dù đời này Họ không thể tin hoàn toàn Không thể hiểu hoàn toàn chưa có nghiêm túc tu hành thì lợi ích chân thật đó vẫn mãi tồn tại đời sau đời sau nữa họ gặp lại được pháp môn này thiện căn của họ khởi hiện hành thì nhất định sẽ thành tựu tình trạng này cũng giống như chúng ta vậy chúng ta cũng không phải mới tiếp xúc đời này trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp đã từng tiếp xúc rồi tiếp xúc rồi tại vì sao ngày nay vẫn rơi vào tình trạng này lúc đó tiếp xúc tin không sâu hiểu không thấu triệt làm không đủ lực vẫn thuận theo phiền não như cũ vẫn trôi lăn trong lục đạo biến thành tình trạng như thế này hiện nay ngày nay lại gặp được rồi là do thiện căng trong đời quá khứ khởi hiện hành đời đời kiếp kiếp từng bước từng bước phương tu đến đời nào đó bạn tiếp xúc thật sự hiểu rõ thật sự giác ngộ rồi nhất định không hoài nghi nữa à quyết tâm đời này y giáo tu hành vậy thì họ thoát khỏi lục đạo là thành công rồi Cho nên trong đời này Có thể tin, có thể hiểu Có thể nguyện Có thể hành thì vẫn là Kế thừa thiện căn của đời trước Đây là tập khí nghe Pháp tu học Loại tập khí này là tập khí tốt Có thể thuận theo tập khí tốt này thì được Điều sau cùng Hải Vân Hà Quang Biểu sanh Phật nhất như Y chánh bất dị Nhiễm tịnh đồng nguyên Khổ lạc vô dị Như hải mạc trắc biên nhai Như vân nguyên vô phân biệt Cố tri tình sanh phân biệt Phá pháp điều nhiên Trí nhập nhất vô Sự sự bình đẳng Trung ư hải vân Lương hữu dĩ giả Đây là nói Đức Phật phóng quan Đoạn kinh văn này bắt đầu từ Bạch Hào Sau đó kết thúc ở Hải Vân Ý nghĩa này rất sâu, rất rộng chúng ta phải thể hội cho thật kỹ câu này ở chỗ này nó biểu đạt ở trong phóng quan phần trước là đại viên mãn quan minh vân ở trong phẩm thứ nhất là đặt câu này lên trước nhất Còn ở đoạn này khi phóng quan Thì đem ý nghĩa này đặt ở sau cùng Ý nghĩa ở trong đó Mọi người hãy thể hội thật kỹ Nó sâu rộng vô tận như vậy mới thật sự là kế nhập nhất chân pháp giới hiển thị ngũ đạo đồng quy tịnh độ nhập tịnh độ là đã nhập pháp bình đẳng là nhập nhất chân pháp giới rồi nhất chân là không hai mọi thứ đều không hai cho nên hiện nay chúng ta thờ tượng phật chúng ta thờ cúng ba bức tượng a di đà phật hoàn toàn giống nhau con người hỏi tôi pháp sư Thầy thờ như vậy là có ý nghĩa gì? Tôi nói là Tây Phương Tam Thánh Họ nói tất cả đều là A-di-đà Phật mà Tôi trả lời bạn nói là A-di-đà Phật Nhưng tôi nói không phải Tôi nói A-di-đà Phật ở chính giữa Bên này là Bồ-Tát quan Âm Bên kia là Bồ-Tát Đại Thế Chí Vậy làm sao hoàn toàn giống nhau được? Thế giới Tây Phương Cực Lạc là Pháp bình đẳng Không có phân biệt bạn thờ tượng có khác biệt là do tâm phàm phu mà thờ Là tâm phân biệt trên thực tế thế giới Tây Phương cực lạc Mỗi người giảng sanh về thế giới cực lạc Thì tướng mạo của họ đều giống như a di đà Phật vậy Chẳng phải các bạn đã đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ rồi sao? Tương lai Thôn Di Đà của chúng ta xây dựng rồi Tôi đã nói với cư sĩ Lý Niệm Phật đương là hình tròn bốn phía của niệm phật đường thấy đều thờ tượng a di đà phật thật ra hiện nay chúng tôi nói a di đà phật bạn mới biết không nói a di đà phật thì bạn không biết đó là người nào vậy liên trì hải hội tướng mạo của mỗi người giảng sanh giống như a di đà phật vậy có cùng một tướng mà một tướng là tướng bình đẳng không có khác biệt tướng mạo giống nhau âm thanh giống nhau thể chất giống nhau nhưng đều là sắc thân màu vàng trói vậy mới như pháp chứ cho nên những người mà bạn nhìn thấy đó là đại chúng của liên trì hải hội là những bậc thánh từ mười phương thế giới giảng sanh gì đó trên kinh chúng ta thấy là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ là có ý nghĩa này thông hiểu được nơi đây đều là a di đà phật chỉ có người sáng suốt mới đồng ý là liên trì hải hội đây là thuộc về vấn đề trong cảnh giới dùng cách thức này để dẫn dắt chúng ta dần dần khế nhập cảnh giới sau đó chúng ta xoay trở lại xem cả đoạn kinh văn màu sắc hào quang mà trong đây nói có đủ dạng khác nhau nhưng thực ra chỉ có một cùng một hào quang mà hiện ra nhiều màu sắc như vậy hiện ra nhiều tướng như vậy bạn phải biết chân tướng sự thật ở trong đây là gì hào quang từ đâu mà có từ thật trí trí quậy chân thật thật trí ở trong bát nhã nói là bát nhã vô tri trí vô tri là thật trí thật trí là tận hư không khắp pháp giới giống cái gì vậy giống như biển nước biển là giống nhau phủ khắp biển Nước là thật trí Quang là gì? Quang là sống Hiện nay hầu hết chúng ta đều biết Quang là hiện tượng của sống Âm thanh là hiện tượng của sống Điện là hiện tượng của sống Sống là tác dụng Cái gì thử nghĩ xem nếu như không có nước thì làm gì có sống Sống ở trên nước là dựa vào nước mà có Chứ Phật Bồ Tát Phóng Quang là dựa vào cái gì mà có vậy Nếu như các ngài không có dựa Nếu sống không có nước thì làm sao hình thành sống được Nhất định sẽ không có sống Cái gì phải biết Sống là quyền trí Quyền trí là dựa vào thật trí Dựa vào thật trí mà nổi sống ánh sáng Âm thanh mà Như Lai phát ra là sống âm Quang là sống ánh sáng Như Lai chúng ta gọi là Pháp Thân Đại Sĩ những sóng ánh sáng sóng âm thanh sóng tư mà các ngài phát ra đều là dựa vào thực trí đạo lý là như vậy chúng ta có thật trí hay không có trí này là bình đẳng không phải do tu mà có trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ Chúng ta vốn dĩ đầy đủ nhưng bị mê rồi. Mê rồi biến thành cái gì? Biến thành vô minh. Cho nên phàm phu trong lục đạo, chúng ta khởi tâm động niệm đều là sống. Sống đó dựa vào cái gì? Dựa vào vô minh. Vô minh chính là tự tánh. Tự tánh bị mê rồi gọi nó là vô minh. Vô minh mà giác rồi thì gọi nó là tự tánh. Cho nên vô minh với tự tánh là một thứ Nhưng khởi tác dụng Thì biến thành hai loại kết quả Khi ngộ rồi là nhất chân pháp giới Được đại tự tại Khi mê rồi là lục đạo luân hồi Khổ nạn vô biên Điểm đáng quý của Phật Pháp Là một niệm giác đây là tôi giảng cho các bạn biết đạo lý phóng quang ở trong đoạn này. Sau khi các bạn hiểu rõ rồi, thật sự nhìn thấy Phật phóng quang thì không cần nói một câu nào nữa. Ý nghĩa viên mãn ở trong đây bạn đều hiểu rõ rồi. Đâu có cần phải tốn nhiều lời không cần thiết như vậy nữa. tận hư không khắp pháp giới chỉ là do tác dụng này mà thôi một cái là thể một cái là dụng quyền trí là dụng thật trí là thể thể tận hư không khắp pháp giới dụng cũng tận hư không khắp pháp giới thể là tịnh thanh tịnh tịch diệt dũng là động Thể vô tướng Dụng có tướng Dụng nó có sống Sống là có tướng Có một số hiện tượng Mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy Nhưng Phật có thể nhìn thấy Ngài có ngủ nhãn viên minh Nên có thể thấy Ngày nay chúng ta nhìn thấy ánh sáng Nghe thấy âm thanh Nhưng không thể nhìn thấy hiện tượng động của sóng ánh sáng không thể nhận ra được hiện tượng động của sóng âm thanh nhưng hiện nay chúng ta nhờ vào máy móc thì có thể quan sát được trong máy móc chúng ta có thể nhìn thấy âm thanh cao hay thấp âm thanh cao thì sóng của nó tương đối vậy nó tập trung lại nên âm đó rất cao khi âm thanh thấp thì sống của nó tương đối thưa thớt đây là âm cao thấp lợi dụng công cụ khoa học có thể phát hiện sống ánh sáng là có sống dài và sống ngắn đó chính là một sống có sống rất dài có sống rất ngắn hiện tượng sống dài ngắn này có thể thấy được rồi hiện tượng sống dài ngắn hiện ra màu sắc khác nhau mà không giống nhau từ đó cho thấy Chúng ta hiểu được nguyên lý này Phật phát ra sóng ánh sáng là một Hay nói cách khác Ngài phát ra tia ánh sáng này là bằng phẳng Không có gợn sóng Phật phát ra cũng là phẳng lặng Cũng không có gợn sóng Nên nói Phật dĩ nhất âm nhi thuyết Pháp Chúng sanh tùy loại các đắc giải thế nhưng chúng sanh phát ra cái loại sống này nó có gợn sống vừa tiếp xúc với sống của phật thì sống của phật cũng thuận theo sống của chúng sanh là hằng thuận chúng sanh nhưng sống của chúng sanh với sống của phật trong khi tiếp xúc họ liền có lĩnh ngộ giúp chúng sanh khai mở trí huệ nguyên lý là ở chỗ này sau đó bạn mới biết ngày nay thế giới này loạn như thế này chúng sanh khổ như vậy là do tâm mọi người phát ra sống gì vậy sống tham sân si sống này rất xấu hơn nữa biên độ sống này lên xuống rất lớn ngày nay chúng ta niệm phật tu định là để cho sống này của chúng ta phát ra hòa hoãn sống đó của họ rất lớn khi đụng với sống hòa hoãn của chúng ta thì sống của chúng ta cũng lớn theo nhưng biên độ sống đó của họ lại hạ xuống sống của họ hạ xuống sống của chúng ta thì nâng lên như vậy mới có thể giảm bớt tai nạn trong thế gian kéo chậm lại tai nạn trong thế gian đạo lý là ở chỗ này cho nên cái sống niệm phật này trong niệm phật đường của chúng ta cũng giống như sống điện vậy nó truyền khắp toàn thế giới niệm phật có lợi ích gì lợi ích là ở chỗ này bạn thật sự hiểu được Bạn sẽ sanh niềm tin Chúng ta ở nơi đây niệm Phật Nhưng người trên toàn thế giới được lợi ích Không chỉ là tự độ Cho nên bạn phát ra chân tâm Tâm khẩn thiết, tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng, tâm từ bi để niệm Phật Là tự lợi lợi tha Bạn không hiểu được đạo lý này Bạn ở trong nhà niệm dạy câu Phật hiệu Thì có lợi ích gì cho xã hội này không Chân thật có lợi ích Người trong xã hội không nhìn thấy Nhưng họ được thọ dụng Họ được lợi ích Họ không biết lợi ích từ đâu mà đến Cũng không biết là làm sao thay đổi Đó gọi là mê hoặc Người giác ngộ, người sáng suốt hiểu được đạo lý này cho nên kinh Phật từng câu từng chữ Nếu có thể dùng khoa học hiện đại để giải thích Thì mọi người sẽ dễ dàng hiểu hơn Tại vì sao Phật giảng kinh thuyết Pháp phóng quan hiện tướng lành vậy? Là để hiển thị đạo lý này Ngày nay nói về sinh hóa Nói về vật lý, hóa học Những thứ này Phật đã biểu đạt ở trong đây hết rồi hơn nữa nói rất rốt ráo viên mãn Hy vọng mọi người hãy thể hội cho thật kỹ Phật Pháp là môn khoa học cao sâu Hoàn toàn không thua kém so với đỉnh cao khoa học hiện nay Nó còn cao siêu hơn nhiều so với họ Khoa học kỹ thuật của họ không thể giải quyết được vấn đề Nhưng khoa học kỹ thuật của Phật Pháp chúng ta có thể giải quyết vấn đề cho nên hy vọng các đồng tu phải nghiêm túc nỗ lực Ở trong đây hoàn toàn không có mê tín. Được rồi hôm nay chỉ giảng đến chỗ này A-di-đà Phật Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ móc gmail.com Người đọc Hạnh quan Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo trăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc Nam mô A Di Đà Phật 分。 Go. Yeah.